Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc thứ bảy ngày 27 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với những nội dung đáng chú ý sau. Các doanh nghiệp tăng cường thực hiện nhiều biện pháp chung tay tiết kiệm điện. Hải Phòng đẩy mạnh phát triển mô hình nông nghiệp đô thị. Bắc Giang nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ. Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu tiêu thụ than trong nước tiếp tục tăng cao, nhất là trong những tháng mùa hè, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy cao nhiệt độ sản xuất, tập trung khai thác than tối đa. Hiện nay trung bình mỗi ngày TKV cung cấp khoảng 140.000 tấn than cho các nhà máy nhiệt điện, vượt 25.000 tấn so với kế hoạch. Thực hiện chỉ đạo của tập đoàn về việc tăng cường sản xuất trong những tháng 5, 6, 7, công ty cổ phần Than Mông Dương cũng đã yêu cầu các phòng ban, phân xưởng khẩn trương rà soát lại toàn bộ hệ thống thiết bị, chuẩn bị đầy đủ vật tư, huy động tối đa nhân lực để đẩy mạnh sản xuất, rút ngắn thời gian chuyển diện, nhất là đối với lò chợ cơ giới hóa. Bởi lò chợ này đóng góp tới 25% sản lượng khai thác toàn công ty. Sản lượng ngày chúng tôi khoảng 5.001 tấn trên ngày đêm. Thì trong cái quý 2 này chúng tôi đã đẩy cái sản lượng lên là trung bình 6.001 trên ngày đêm. Thì gọi là tăng 1.000 trên ngày đêm. Hai anh nữa là theo cái nghị quyết của Đảng chúng tôi là trong cái quý 2 là xây dựng là 26% sản lượng trong tổng cả năm. Thì đối với tổ chức công tác tổ chức điều hành thì chúng tôi cũng đẩy lên khoảng 27,5%. Cùng với Than Mông Dương, các đơn vị thuộc TKV cũng đã đưa ra hàng loạt các giải pháp để điều hành tăng sản lượng khai thác than tối đa tại các mỏ hầm lò và lộ thiên trong các tháng nắng nóng, với sản lượng khai thác tăng khoảng 500.000 tấn mỗi tháng so với kế hoạch đề ra. Đối với các đơn vị sang tuyển tiêu thụ, trong đó có công ty tuyển than Cửa Ông cũng đã tăng cường năng lực vận hành hết công suất các hệ thống sang tuyển, chế biến tối đa các chủng loại than, kịp thời tiếp nhận các nguồn than nhập khẩu để pha trộn, bảo đảm cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện. Dự kiến trong các tháng 5, 6, 7, trung bình mỗi tháng, tập đoàn TKV sẽ nhập khẩu thêm khoảng 400.000 đến 500.000 tấn than so với kế hoạch. Chúng tôi ngoài cái việc là nhận than trong nước thì cũng đã có cái chủ động về cái việc là tiếp nhận cái nguồn than nhập khẩu để chúng tôi phối trộn với cái nguồn than trong nước của các mỏ thì để chuẩn bị chân hàng. Thế thì ở đây đối với tuyển than của ông có 4 nhà máy sàng tuyển thì chúng tôi cũng huy động cả 4 nhà máy cùng đáp ứng cái nhiệm vụ này. Thì chúng tôi cũng luôn chủ động được cái nguồn than để dự phòng. Ngoài cái việc quy hoạch kho chứa để luôn đáp ứng trong những cái thời điểm lúc có thể cao có thể thấp thì chúng tôi cũng đã chủ động cái nguồn than để dự phòng cho các cái tình huống. Theo thống nhất giữa tập đoàn TKV và EVN, trong nửa cuối tháng 5, tập đoàn TKV sẽ cấp bổ sung 300.000 tấn than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN. Đồng thời, trong các tháng 6 và 7 cũng sẽ tiếp tục tăng khối lượng cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện so với kế hoạch ban đầu đề ra. Điều hành linh hoạt, thay đổi cơ cấu phẩm cấp than tại các mỏ, tập trung ưu tiên tối đa sản xuất các cái chủng loại than để tăng cường nguồn cung, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ cho các sản xuất điện tăng cao, đặc biệt là trong các cái mùa hè nắng nóng. Thì hiện nay TKV đang cung cấp vượt sản lượng theo hợp đồng với khoảng 140.000 tấn trên ngày so với kế hoạch bình quân là 115.000 tấn trên ngày. Hầu hết than cám sản xuất ra hiện nay của TKV là để tập trung giao cho hộ điện trừ các loại than cục. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2023, dự kiến tập đoàn TKV sản xuất 16,7 triệu tấn than, đạt 43% kế hoạch năm. Than tiêu thụ 20,4 triệu tấn, bằng 44% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng than tiêu thụ cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt 17,1 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ. Những ngày hè, nhu cầu sử dụng điện lớn, nguồn cung điện gặp khó khăn. Chung tay tiết kiệm điện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để cắt giảm sản lượng điện dùng hàng ngày. Để tiết kiệm điện, khách sạn Wyndham Legend Hạ Long đã áp dụng nhiều giải pháp như thay thế các thiết bị điện bằng công nghệ mới ít tiêu thụ điện năng.
bật điều hòa ở các không gian chung trên 26 độ, hạn chế thiết bị chiếu sáng hành lang, tận dụng ánh sáng tự nhiên, bật muộn và tắt sớm các biển quảng cáo ngoài trời. Chúng tôi có những cái quy trình chính sách để hướng dẫn cho người lao động vận hành các trang thiết bị điện cũng như là kiểm soát tốt cái việc mà vận hành trong ca. Trong mỗi một ca làm việc thì đều có cán bộ quản lý của bên kỹ thuật sẽ đi kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực và tắt những khu vực không cần thiết để tiết kiệm điện nhất có thể. Còn tại công ty cổ phần Than Hà Lầm, là đơn vị sản xuất có điện năng tiêu thụ cao, công ty đã đặt mục tiêu phấn đấu giảm mỗi năm 10-15% sản lượng điện thông qua việc hiện đại hóa sản xuất, ví dụ như áp dụng khởi động mềm và biến tần để khởi động và điều tốc động cơ điện, bộ hẹn giờ Superdim cho hệ thống đèn LED chiếu sáng, bù công suất phản kháng để giảm tổn thất điện áp trên đường truyền tải. Tiếp tục duy trì các cái hệ thống biến tần, khởi động mềm và hệ thống chiếu sáng, các cái thiết bị điện được Bộ Công Thương đánh giá là nhiều sao để tiết kiệm, thì qua đó sẽ phát huy thêm các cái hệ thống mới và ứng dụng các cái công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu năng lượng tiêu thụ. Đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, những năm qua, nhiều cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất lớn trên địa bàn tỉnh cũng đã áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO. 151 đơn vị có sản lượng điện trung bình từ 1 triệu kWh điện một năm cũng đã ký cam kết tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, tránh sử dụng các thiết bị công suất cao vào giờ cao điểm, thay thế các công nghệ mới, sử dụng tối thiểu điện năng, tối ưu hóa các thông số vận hành thiết bị. Vào mùa nắng nóng cao điểm cũng sẽ cam kết là tiết giảm điện năng tiêu thụ các công đoạn chính khoảng từ 4 đến 60 kW một ngày. Và trên cơ sở là đã các cái cam kết thì công ty cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để tiết giảm phụ tải điện để đảm bảo các cái công đoạn sản xuất của công ty an toàn cũng như là an toàn sử dụng điện trên hệ thống toàn bộ hệ thống điện của thành phố Hạ Long như tỉnh Quảng Ninh. Theo mục tiêu đặt ra của tỉnh, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm. Tại Lạng Sơn, ngành điện của địa phương cũng đang tập trung triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải nhằm khuyến khích khách hàng chủ động giảm nhu cầu sử dụng điện, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm, hạn chế sự cố do quá tải, đảm bảo điện phục vụ người dân. Là đơn vị có sản lượng tiêu thụ điện trên 1 triệu kWh một năm, công ty này mỗi tháng nộp tiền điện từ 500 đến 600 triệu đồng. Trước những khó khăn về nguồn cung điện và thực hiện thỏa thuận điều chỉnh phụ tải, công ty đã có nhiều biện pháp, trong đó tiết giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối. Việc điều chỉnh phụ tải được thực hiện tốt đã giúp công ty giảm tiền điện hàng tháng, đồng thời vẫn duy trì hoạt động sản xuất. Đối với công ty của chúng tôi thì là mùa nắng nóng thì là trong lúc giờ cao điểm là chúng tôi giảm những cái thiết bị máy móc là có cái tiêu thụ điện lớn. Và thứ hai đấy là cái tuyên truyền cho anh em là cái gọi là tiết kiệm điện. Đặc biệt là trong cái tháng mùa nắng nóng là những cái sử dụng mà đúng mục đích. Thời gian qua, công ty điện lực Lạng Sơn đã triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải đối với khách hàng công nghiệp trong thời điểm nắng nóng, mùa khô, nhu cầu sử dụng điện lớn. Đây là chương trình tự nguyện, phi thương mại, nên công ty đã tăng cường tuyên truyền đến các khách hàng công nghiệp điều chỉnh hoạt động vào các giờ cao điểm trong ngày. Vì việc điều chỉnh phụ tải của mỗi khách hàng lớn có thể đảm bảo cấp điện cho hàng nghìn hộ dân, tránh tình trạng quá tải điện trên địa bàn. Trong năm nay, công ty điện lực Lạng Sơn tiếp tục ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải với 6 khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện trên 1 triệu kWh một năm, tiếp tục vận động 95 khách hàng chuyên dùng có trạm biến áp công suất lớn hơn 320 kV-A, ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện tiết giảm công suất khi có yêu cầu của ngành điện. Chúng tôi đã xây dựng cái phương án điều chỉnh phụ tải, cái thứ tự cấp điện ưu tiên trình Ủy ban nhân tỉnh và đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt tại quyết định 327 ngày 1 tháng 3 năm 2023 phê duyệt về phương án điều chỉnh phụ tải cũng như thứ tự ưu tiên cấp điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, chúng tôi cũng đã ký thỏa thuận DR
tiết giảm điều chỉnh phụ tải phi thương mại với 23 khách hàng có công suất lớn hơn 1 triệu kWh trên năm. Cao điểm nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Việc triển khai hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải đã giúp ngành điện vẫn đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trong thời điểm nắng nóng và nguồn cung điện gặp khó như hiện nay. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, nhiều hồ thủy điện lớn đã cận kề mực nước chết. Điều này gây nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra, nhất là khi lượng nước về các hồ thủy điện cũng đang giảm. Trong khi các tháng tiếp theo bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng. Tại miền Bắc, ở các nhà máy thủy điện lớn nhất như Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, lưu lượng nước về những tháng đầu năm chỉ bằng khoảng từ 60 đến 70% so với trung bình nhiều năm. Tình trạng này có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và phục vụ nhu cầu dân sinh trong thời gian còn lại của mùa khô 2023. Công suất đỉnh hệ thống điện quốc gia trong mùa hè năm nay dự kiến sẽ tăng thêm 5.530 MW so với năm 2022. Vì vậy, cùng với việc ngành điện tìm mọi cách để có thể nâng cao khả năng cấp điện, cũng cần sự chung tay của người dân. Với các hoạt động thiết thực như sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Tại Hải Phòng, khoảng chục năm trở lại đây, tốc độ đô thị hóa tại các khu vực ven đô diễn ra mạnh mẽ, đất nông nghiệp bị thu hẹp. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai thị trường. Do đó, việc phát triển mô hình nông nghiệp đô thị là hết sức cần thiết, không chỉ đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm của người dân, mà còn góp phần tạo cảnh quan, tăng thêm không gian xanh cho đô thị. Với đam mê làm nông nghiệp, cung cấp ra thị trường những sản phẩm nông sản sạch vì sức khỏe người tiêu dùng, chị Trần Thị Quỳnh Vân ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh đã đứng ra thuê lại hơn 2 hectare đất nông nghiệp của một số hộ dân để trồng các loại rau củ quả hữu cơ. Sau khi có được thị trường, được nhiều người biết đến, chị tiếp tục xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm từ chính các sản phẩm nông nghiệp của mình. Đến nay, sau 3 năm hoạt động, mô hình nông trại kết hợp với du lịch dịch vụ của chị đang hoạt động khá hiệu quả. Phát triển nông nghiệp trong đô thị ấy, vẫn là một cái tiềm năng, nghĩa là mình tiếp cận với khách hàng rất là dễ dàng. Khách hàng là cái yếu tố quan trọng để mình quyết định được cái mình có sản xuất để tiêu thụ sản phẩm hay không. Cái đấy là yếu tố kiên quyết. Các bạn có thể vận chuyển một sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, chất lượng nhất và có tập khách hàng các bạn tiếp cận cũng dễ dàng hơn. Không như là mình sản xuất ở tận nơi xa mà có thể vận chuyển lên thành phố. Việc phát triển nông nghiệp đô thị đang là xu hướng sản xuất mới do quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, xây dựng các mô hình phù hợp, hoạt động hiệu quả sẽ góp phần cung ứng nguồn lương thực thực phẩm tươi sống tại chỗ cho các đô thị, tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận dân cư sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp nay bị mất đất do đô thị hóa, mở ra cơ hội mới cho phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Ngoài ra còn góp phần tạo cảnh quan, giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện sức khỏe cộng đồng. Với Hải Phòng thì theo như chúng tôi tìm hiểu sơ bộ thì cái diện tích đất nông nghiệp thì nó đang bị giảm. Người dân là mặc dù người ta vẫn sống với cái cuộc sống là nông dân nhưng mà người ta lại không có cái đất để người ta sản xuất. Nên là theo sản xuất nông nghiệp đô thị cũng sẽ là cần thiết. Để thực hiện được việc phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái cần một hệ thống các giải pháp đồng bộ từ quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển các sản phẩm nông sản phù hợp với từng địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tạo thuận lợi cho nông dân tiếp cận nguồn vốn vay, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Có như vậy, nông nghiệp đô thị mới có thể phát triển, cung cấp bổ sung nguồn lương thực thực phẩm và góp phần tạo cảnh quan, tăng thêm không gian xanh cho đô thị. Rừng phòng hộ để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường. Xác định được vai trò tầm quan trọng của những cánh rừng phòng hộ, thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hơn 9.700 hectare rừng phòng hộ đầu nguồn. Trong đó, tập trung vào việc tăng cường công tác tuần rừng và giao khoán bảo vệ cho các tổ bảo vệ rừng cộng đồng trên địa bàn. Những buổi tuần rừng như thế này đã trở nên quen thuộc đối với các thành viên tổ bảo vệ rừng trồng cảnh quan Hồ Khuôn Thần, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn. Đều đặn mỗi tuần, 17 thành viên trong tổ lại cắt cử, bố trí sắp xếp công việc để cùng nhau tuần rừng nhằm kiểm tra, bảo đảm các cánh rừng được bảo vệ an toàn, không bị xâm hại. Mỗi
mỗi tháng là đi tuần khoảng 4 lần. Bảo vệ rừng là cái trách nhiệm của người toàn thể nhân dân thôi. Thế nhưng mà cái việc bảo vệ rừng là rất là quan trọng, vì là rừng là cái tài nguyên thiên nhiên của môi trường. Nếu mà không bảo vệ rừng thì sau là sẽ cạn kiệt với cái môi trường cũng như là cái nước, nguồn nước là không có. Ban quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn hiện được giao bảo vệ hơn 9.700 hecta rừng phòng hộ nằm ở các xã Cẩm Sơn, Tân Sơn, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý, Kiên Lao, Sơn Hải. Để làm tốt công tác bảo vệ rừng, ngoài việc chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ rừng, ban quản lý cũng phối hợp ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng cho 7 tổ bảo vệ cộng đồng với 575 hộ gia đình tham gia bảo vệ gần 6.000 hecta rừng. Tuyên truyền đến người dân về luật lâm nghiệp, các chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tiến hành rà soát, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra phá rừng, khai thác gỗ trái phép để tập trung vào bảo vệ, thường xuyên bám rừng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn và các hộ gia đình và cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng, thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra tình trạng chặt phá khai thác lâm sản trái phép. Sự tận tâm trách nhiệm của từng thành viên các tổ quản lý bảo vệ rừng cùng với sự vào cuộc quyết liệt của ban quản lý bảo vệ rừng Cấm Sơn trong việc triển khai các giải pháp bảo vệ rừng phòng hộ sẽ là cơ sở quan trọng để phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ thể của con người trong công tác bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ. Còn tại Ba Chẽ, một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh Quảng Ninh, công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng cũng đã được các cấp ngành, chủ rừng tích cực triển khai. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ba Chẽ hiện đang có 1.800 hecta rừng trồng keo, lim, lát, dổi, sa mộc, trong đó có trên 700 hecta đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Trước thời tiết nắng nóng được dự báo, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường tuần tra giám sát trên diện tích rừng của đơn vị, đồng thời sẵn sàng cho các tình huống phát sinh. Phòng là chính, tuy nhiên là để mà giảm thiểu cái thiệt hại nếu mà có cháy rừng xảy ra thì cái nhân lực của chúng tôi và các cái phương tiện là đều là sẵn sàng hoạt động và nhân lực lúc nào cũng trực chiến. Hiện toàn huyện Ba Chẽ đang có 56.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 12.000 hecta. Không chủ quan lơ là trước diễn biến thời tiết phức tạp, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã chủ động phối hợp tích cực với chính quyền địa phương xây dựng bản đồ phòng cháy chữa cháy rừng, xác định 20 điểm xung yếu có nguy cơ cháy cao, duy trì trực gác phòng cháy, chủ động phát dọn thực bì và tạo đường băng cản lửa, đồng thời tăng cường tuyên truyền tới người dân trong việc tham gia bảo vệ rừng. Dân người ta cũng rất hiểu về những cái nắng nóng này, người ta cũng chủ động là phòng chống cháy rừng, thường xuyên đi kiểm tra, đi dọn, nhưng mà không cho người ta đi vào rừng và mang cái đồ chống dễ cháy mà hút thuốc lá này hoặc là cái gì đi bắt ong giết này, mà rất tuyên truyền và không cho bảo là không mang vào đấy rừng để cháy rừng. Đối với lại công tác tuyên truyền ấy, thì chúng tôi đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn ấy, là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương gắn với lại đối với lại những cái sinh hoạt của cộng đồng ấy, thì chúng tôi gắn vào để tuyên truyền nhận thức của bà con nhân dân, phối hợp cùng với lại ủy ban các xã và các ban ngành là tăng cường công tác kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm trong công tác phòng chống cháy rừng. Ý thức của người dân, chủ rừng được nâng cao. Nhờ đó, trong nhiều năm trở lại đây, Ba Chẽ không xảy ra các vụ cháy rừng lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Các vụ việc phát sinh đều được xử lý nhanh chóng trên nguyên tắc 3 trước 4 tại chỗ. Theo quy định của Nghị định số 24/2023 của Chính phủ, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có 9 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở trong đợt điều chỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Bao gồm cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện, cán bộ công chức cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức và lao động hợp đồng thuộc quân đội và công an, người làm việc trong các tổ chức cơ yếu, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.